Hello cả nhà nha, cả nhà mình ơi. Em là Tư Nhọn nha cả nhà mình. Thì hôm nay em cũng chia sẻ đến cả nhà mình là trước hết là em cũng xin cảm ơn cả nhà mình đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho nhóm em nha cả nhà mình. Thì hôm nay là em cũng thông báo với cả nhà, nói chung là cũng không có gì vui hết cả nhà mình ơi. Cái này là quyền riêng tư của em thôi nha cả nhà mình. Thì đa phần cái máy quay với cả nhà mình báo quay xong thì để nhà em không nha cả nhà mình ơi. Tại vì tối với buổi sáng là mấy anh em á thì like để bán hàng cả nhà mình. Thì cũng rất chi là cảm ơn cả nhà mình đã luôn luôn ủng hộ cho tem cũng như là mua hàng ủng hộ cho nhóm á cả nhà mình. Thì nói chung là bán buôn này kia cũng khó khăn bấp bênh của cả nhà mình ơi. Thì trong khi đó là mấy anh em cũng một công việc, mỗi người một cái công việc riêng hết trơn cả nhà mình. Thì nói chung là cũng không có làm, không có đủ ăn đủ sống á cả nhà. Thì em cũng chia sẻ đến cả nhà mình, chắc em không có đi quay nữa nha cả nhà mình ơi, chắc em nghỉ quay nha. Rồi, chắc em nghỉ quay nha. Tại vì công việc bây giờ là không có đủ ăn trong gia đình nữa cả nhà mình. Em giờ cũng phải kiếm công việc khác nha cả nhà mình ơi. Thì bây giờ em quay cái clip này là em quay xong là em up lên luôn nha cả nhà mình. Em không có để cho anh em nào biết hết trơn nha cả nhà mình ơi. Tại vì nhiều khi anh em biết rồi, anh em mình cũng không có đồng ý cái điều kiện của em mà để nghỉ quay với cả nhà mình. Thì trong tem mà mắc một người, hai người gì đó cả nhà, thì quay nó cũng rất chi là khó khăn. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó cũng không có vui nha cả nhà mình ơi. Thì cuộc sống mà mỗi người một cuộc sống cả nhà mình. Thì anh em tiền thì không có được bao nhiêu, nhưng mà chia rất chi là nhiều người nha cả nhà mình. Tại vì chia ra mỗi người một ít thì anh em nào có cơ sở làm thì cũng rất chi là ổn. Còn em này kia với mấy anh em trong nhóm cũng có một hai người là không có cơ sở ổn định nha cả nhà, nên cũng không có dư giả gì mấy nha cả nhà mình, cũng không có đủ ăn. Thì bây giờ em cũng làm cái video này gửi đến cho tất cả cả nhà mình luôn luôn theo dõi và ủng hộ em á. Thì em cũng rất chi là cảm ơn. Thì em quay cái clip này gửi lên cả nhà mình á là em không có quay nữa nha cả nhà mình ơi. Thì em cũng không cho ai biết hết trơn nha cả nhà. Em đăng lên xong là em sẽ đi làm luôn nha cả nhà mình ơi. Em không cho ai biết hết trơn luôn. Nó cả nhà mình có theo dõi em thì xin lỗi cả nhà mình ơi. Thì trong thời gian sắp tới thì nhóm cũng còn có mấy người thôi nha cả nhà. Tại vì báo thường thường đi làm về á, hay là làm công việc gì á thì cũng để máy ở đây không cả nhà. Thì tới chiều đúng giờ quay á là em lấy máy đi lẳng quay với mấy anh em thôi. Thì cũng tập trung nhau quay cho vui vẻ với cả nhà mình. Nhưng mà cái tháng thu nhập á thì nói chung là nó rất chi là thấp luôn nha cả nhà mình. Không có như cả nhà mình nghĩ tiền nhiều này kia đâu cả nhà mình ơi, rất chi là thấp. Mỗi anh em này kia được có mấy trăm triệu gì là dữ lắm rồi cả nhà mình, chứ không có phải như là cả nhà mình nghĩ ở kênh này tiền nhiều này kia đâu cả nhà mình. Thật chắc là kênh tiền rất chi là thấp luôn nha cả nhà mình ơi. Thì tới 5-6 anh em mình đi quay chứ không phải là này kia đâu cả nhà mình. Tiền thì nói chung là chia anh em mình ra thì cũng chia đủ vậy cả nhà, chứ không có chia anh em nào thiếu hết trơn, nhưng mà không có đủ xài cả nhà mình ơi. Thì cũng rất chi là khó khăn nha cả nhà. Với một phần trong tem á cả nhà mình ơi, nói chung là anh em mình ai cũng vui vẻ chứ không có gì mà phải khó khăn hết trơn cả nhà mình. Mong cả nhà mình thời gian sắp tới cũng em không có quay được thì cả nhà mình cũng ủng hộ cho tem nha cả nhà mình ơi. Thì em làm cái clip này xong là em không cần phải chỉnh sửa hết trơn cả nhà mình. Em đăng lên một cái là em sẽ đi làm luôn, làm xa luôn nha cả nhà mình ơi. Thì cũng chúc cả nhà mình luôn luôn xem những cái video của kênh thì cũng tràn ngập tiếng cười luôn nha cả nhà mình. Đó. Thì mấy anh chị em mình mà có theo dõi ủng hộ kênh Hoài Phong đó cả nhà, thì luôn luôn thông cảm những cái clip mà nói chung là không phải ai mà cũng coi ra những ý tưởng nó hay hoài hay cả nhà mình. Nói chung là ý tưởng lâu lâu rồi nó cũng cạn hẹp đó cả nhà. Nên cả nhà mình có theo dõi kênh thì cả nhà mình luôn ủng hộ cho kênh nha cả nhà mình ơi. Thì nói chung là những cái ý tưởng ra, nhiều cái ý tưởng cũng rất chi là hay nè, nhiều cái ý tưởng nó cũng không có được coi như là sắc sảo cho mấy cả nhà mình. Thì cả nhà mình thông cảm nha cả nhà mình ơi. Tại vì kênh ai cũng vậy chứ không phải là kênh kia Hoài Phong. Thì em thấy cái kênh Hoài Phong á, anh em nào cũng rất chi là cực. Mỗi lần mà quay bàn kịch bản này kia cái nhà mình thì cũng rất chi là suy nghĩ ra những cái kịch bản hay là những cái vấn đề nào mà để cho cả nhà mình xem nó cuốn hút cả nhà mình, để gieo những cái tiếng cười, tiếng vui vẻ cho cả nhà mình làm việc khi mệt mỏi về nhà mình xem cả nhà mình, để cho cả gia đình nó rộng mở những cái tiếng cười, để cho mình thư giãn cái da đầu, cái đầu óc của mình đi cả nhà. Thì nói chung là Phong nó suy nghĩ cũng rất chi là nhiều nha cả nhà mình. Tem ai cũng suy nghĩ hết rồi, xong rồi cái đầu cũng mới diễn cả nhà mình, mới quay này kia nọ xong rồi cái đầu nhiều khi quay xong rồi cả nhà mình coi lại tao thấy rồi nó không có mang đến tiếng cười cho cả nhà mình nhiều quá là phải bỏ cái nhà mình, nó bắt đầu quay lại nữa. Tại nhiều khi một ngày đi quay á từ 3 giờ mấy là chuẩn bị cầm máy quay cả nhà mình, bàn kịch bản cho tới 4 giờ hơn á thì mới quay.
quay xong tới 5 giờ mấy á, nhiều khi quay xong rồi đó bắt đầu coi lại không có hài, thì lúc đó team em sẽ bỏ cái clip đó nha cả nhà mình ơi, sẽ không có để cái clip đó nữa, thì chuyển qua những kịch bản khác, để cho những kịch bản nào mà nó có hài, nó có nhiều cái tiếng cười hơn, để cho cả nhà mình cùng thư giãn trong những lúc mà cả nhà mình làm mệt mỏi đi về nè, thì cả nhà mình nó sẽ thấy thoải mái hơn. Còn nếu như mà làm những cái kịch bản mà nó không có mang lại tiếng cười cho mấy anh chị cả nhà mình á, thì nhóm em sẽ không có làm nữa nha cả nhà mình ơi, sẽ bỏ cái clip đó đi, làm lại clip khác. Nó thì ý tưởng cũng rất chi là cạn và hẹp nha mấy anh chị, nên nếu mấy anh chị mình có xem á thì cả nhà mình luôn luôn thông cảm và ủng hộ cho kênh Hoài Phong nha cả nhà mình ơi. Thì cho đến sắp tới là em không có làm nữa nha mấy anh chị. Thì nhóm cũng còn có hai Caramel nè, với anh Hai, với Phong, với chú Hai. Thì nói chung là mấy anh em diễn cũng rất chi là vui vẻ nha cả nhà. Thì mong cả nhà mình luôn luôn ủng hộ nha cả nhà mình ơi. Nhiều clip mà dài mà đi để dành đi sinh tồn này kia cả nhà mình, hay là nấu ăn nó uống gì đó, cũng vắng mặt cũng rất chi là nhiều anh em nha. Do tại vì nói chung là cái kênh nó không có đủ chi phí để anh em mình cùng quay chung một buổi trưa ở nhà mình. Anh em rất chi là bận công việc để đi mưu sinh đó cả nhà mình. Người thì làm này cái kia, người thì làm này cái nọ, để đi kiếm tiền thêm cả nhà mình, chứ không có trông chạy vào cái kênh được nhiều á. Thì mong cả nhà mình đang sắp tới á luôn luôn ủng hộ cho kênh nha cả nhà mình ơi. Clip mà quay video mà những nấu ăn nấu uống trong đồng á cả nhà mình, mà cả nhà mình thấy quay như vậy thôi cũng rất chi là cực nha cả nhà mình ơi. Lớp nào mưa gió nè, nắng nè, rồi làm cái này làm cái kia, đủ thứ hết cả nhà. Nhưng mà nếu như nói chung á là gieo lại những cái tiếng cười thư giãn cho cả nhà mình á, thì nhóm em luôn sẵn sàng để làm nha cả nhà mình ơi. Cũng có nhiều khi mà những cái video mà nó không có dạng như là nó không có hay quá á cả nhà mình, thì cũng có nhiều anh chị em mình comment lên là không hay, không cái này cái kia cả nhà mình, thì cũng không sao hết cả nhà mình. Cái đó là những cái kinh nghiệm của bên nhóm của em, đợi có gì sau này Hoài Phong sẽ cải thiện hơn nha cả nhà mình, chứ không có phải là thấy cả nhà mình comment vậy vậy là không thích cái đó, là nhóm em không phải. Cái đó là cái ý kiến của tất cả nhà mình góp ý kiến để cho team của em nó phát triển hơn, chứ không phải là ý kiến tiêu cực đâu. Thì cả nhà mình nếu như mà những cái clip nào mà cả nhà mình thấy không có hài lòng những cái chỗ nào, hay là cái địa điểm, hay là những cái lời nói như thế nào, cả nhà mình có thể comment ở dưới video á, để cho anh em mình sửa nha cả nhà mình, để cải thiện cái kênh tốt hơn, để cho làm những chuyển đổi cho cả nhà mình á, là theo cả nhà mình sẽ vui vẻ hơn, hoặc là cho cái kênh nó phát triển hơn á cả nhà mình, chứ không có vấn đề gì hết nha cả nhà mình ơi. Clip nào cũng được, cả nhà mình thấy cái kênh mà nó có hay, hay là có vui vẻ, hay là những cái chỗ nào thiếu sót cần chỉnh sửa, thì cả nhà mình cứ việc comment lên nha cả nhà mình ơi, thì tụi em Hoài Phong sẽ từ từ chỉnh sửa lại nha mấy anh chị. Còn những cái clip mà ngắn hay là cái này cái kia thì lúc mà rảnh rỗi này kia nhóm em sẽ quay thường xuyên hơn cho cả nhà mình xem nha. Tại bây giờ trời cũng rất chi là mưa, anh em cũng rất chi là bận, nhiều khi Caramel Minh Say á cả nhà mình đi làm cho tới 5-6 giờ mới về lặng cả nhà mình, nó công việc rất chi là bận vậy đó cả nhà mình. Tại vì không có trông chạy vào cái kênh được nhiều cả nhà mình, tháng thu nhập rất chi là thấp luôn cả nhà mình, nó nên không có ai kiếm đủ sống hết cả nhà, nên mỗi người một cuộc sống, mỗi người một đi kiếm công việc riêng. Thì trong đó cũng có em nha cả nhà mình ơi. Thì nói chung là trước giờ thì em cũng không có đi làm đâu hết trơn cả nhà mình, thì bây giờ em nói chung là em trụ không còn nổi nữa nha cả nhà mình ơi. Nói chung là công việc bây giờ, cái kênh bây giờ nó cũng không có thu nhập cao nha cả nhà mình, rất chi là thấp. Nên bây giờ em cũng quyết định cái clip này là em đăng lên để em không có quay nữa nha cả nhà mình. Em chỉ thông báo cho cả nhà mình biết trước thôi, còn tem là em không có thông báo luôn nha cả nhà mình ơi. Tại vì báo nó hay cái để máy ở đây nè, là em sẽ quay cái máy này xong là em sẽ đăng lên trong ngày nay luôn, là có thể tối hôm nay là em sẽ đi làm nha cả nhà mình. Thì mong cả nhà mình sẽ tiếp tới luôn luôn ủng hộ cho kênh Hoài Phong nha cả nhà mình ơi. Đó, em không có thông báo bất kỳ ai biết luôn, em quay như thế này rồi em đăng lên một cái là xong luôn nha cả nhà mình ơi. Còn ở đây là nhà của em nha mấy anh chị, tại vì báo nó hay đi làm ở cả nhà mình thì để máy đây không à, để buổi trưa mấy anh em quay với like đồ bán hàng cả nhà mình. Nó trong thời gian tới thì không có em nha cả nhà mình ơi. Thì mong cả nhà mình luôn luôn ủng hộ cho kênh nha cả nhà. Chứ một phần nữa là buôn bán cả nhà mình, thì cả nhà mình có cần cái gì thì ủng hộ với shop Hoài Phong nha mấy anh chị ơi. Nói chung là mấy anh em này cũng chịu khó lắm cả nhà, nhưng mà trụ vô cái kênh một á thì 5-6 người trụ vô kênh thì đợi cái kênh phát triển á thì nó rất chi là lâu luôn nha mấy anh chị. Không có đủ chi tiêu trong gia đình, rồi lớp nào con cái này kia nữa cả nhà mình, là không có đủ thiệt. Nó mong cả nhà mình thông cảm nha cả nhà mình ơi. Nhiều anh em nói ở cái kênh này kia cái nọ tiền này nhiều ít thì cả nhà mình, nhưng thực chất kênh không có bao nhiêu tiền hết nha mấy anh chị ơi. Đó, tuy cái lượt đăng ký thì nó cũng ổn bình quân như người ta nha thôi nha cả nhà mình, nhưng cái lượt xem của kênh đó cả nhà mình bình quân cũng thấy nó không có lượt xem nhiều cả nhà mình, nó chỉ tầm 10.000 mười mấy ngàn thôi, 10.000 mười mấy ngàn đó bình quân ra một tháng không có bao nhiêu hết cả nhà mình.
nó nên cả nhà mình nó xem kênh á, thì cả nhà mình nhớ chia sẻ ủng hộ cho kênh, ngoài không cho cả nhà mình đâu. Thấy mấy anh em đi làm thì cũng rất chi là cực khổ nha cả nhà mình ơi. Nhiều khi đi làm xong á, về nhà người cơ thể anh em rất chi là mệt luôn cả nhà mình, ai ấy cũng mệt gã gờ hết trơn á, nhưng mà tập trung là nghỉ mệt một xíu, uống nước xong á rồi mới suy nghĩ kịch bản. Nhiều khi 3 giờ mấy 4 giờ cả nhà mình nghỉ mệt tới nửa tiếng rồi mới bàn kịch bản ra tới 4 giờ rưỡi hơn mới quay được một clip, clip ngắn clip dài. Nó cả nhà mình nhiều khi thấy anh hai không, đi làm hồ về cả nhà mình đâu có kịp nhà tắm đâu, làm hồ về chạy vô trong đó, vô trong chỗ quay á cả nhà, nằm nghỉ chút xíu đó, nằm nghỉ chút xíu xong rồi cái đầu hết mệt rồi đầu bàn kịch bản ra quay luôn. Anh em nào cũng vậy hết trơn cả nhà mình đó, đi làm về cái đầu quẹo vô đó bàn kịch bản xong rồi mới đi quay. Nó mong cả nhà mình thấy nhóm của em á, cả nhà mình thấy cả nhà mình có đồng cảm thì mong cả nhà mình luôn luôn ủng hộ nha cả nhà mình ơi. Chứ bây giờ là em cũng không có trụ được nữa hay nha cả nhà mình, thì bây giờ em cũng đi làm nha cả nhà mình ơi. Thì mong thời gian sắp tới là nhóm còn có 5 người thì chúc nhóm luôn luôn phát triển nha. Thì máy bay cả nhà nha cả nhà mình ơi. Thì bây giờ em cũng xin tắt máy, em đăng cái clip này lên luôn nha cả nhà mình, để tối nay em kịp chuyến xe em đi làm luôn nha cả nhà mình ơi. Chúc cả nhà mình luôn luôn thành công trong cuộc sống nha cả nhà mình. Tạm biệt cả nhà nha.